Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Bí thư Thị ủy Ba Đồn làm việc với phường Ba Đồn về công tác phòng chống dịch. Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ. Xử lý đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc sai sự thật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 9, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã làm việc với phường Ba Đồn để đánh giá tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường và triển khai biện pháp trong thời gian tới. Phường Ba Đồn là một trong 6 phường trung tâm của thị xã với mật độ dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan rất lớn. Vì vậy, ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều ở khu phố 6, phường đã tiến hành phong tỏa, áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo từng cấp độ, phối hợp với các lực lượng khẩn trương lấy mẫu test nhanh trên địa bàn phường, kiểm soát chặt, đồng thời tiến hành truy vết tất cả các trường hợp có liên quan đến 2 F0 trên địa bàn phường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu phường đánh giá đúng tình hình dịch bệnh để kịp thời có phương án xử lý, đặc biệt luôn cập nhật thông tin cho Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch thị xã để báo cáo kịp thời và xin phương án hỗ trợ. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đúng bản chất để người dân hiểu, từ đó không hoang mang lo lắng dẫn đến tình trạng tập trung đông người, tích trữ hàng hóa. Tăng cường xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn toàn phường nhanh chóng kịp thời. Tại các điểm lấy mẫu phải tăng cường lực lượng các hội đoàn thể của phường phối hợp cùng tham gia. Trong khi lấy mẫu phải đảm bảo giãn cách an toàn, có phương án lấy mẫu hợp lý nhằm tránh tập trung đông người. Việc lấy mẫu phải triển khai toàn bộ, không để bỏ sót trường hợp nào. Bên cạnh đó, cần đôn đốc chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Y tế và Công an thị xã trong việc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, chủ động kích hoạt khu cách ly tập trung của phường. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy phụ trách trực tiếp các khu phố, gắn trách nhiệm từng người để báo cáo tình hình cụ thể tại các khu phố, đồng thời quan tâm công tác an sinh xã hội. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 phường phải túc trực 24/24 giờ để kịp thời nắm tình hình, báo cáo lên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã. Dịp này, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy đã trực tiếp kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm tại điểm khu phố 1, phường Ba Đồn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn tiến hành phun khử khuẩn tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao liên quan đến các ca dương tính trên địa bàn thị xã. Nhằm khử khuẩn môi trường phòng tránh dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn thị xã, Sở Y tế và Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn đã phun hóa chất chloramin B để khử khuẩn tại khu vực chợ Ba Đồn với diện tích 3,6 ha và nhà ở của 2 trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Cùng với việc phun khử khuẩn, những ngày qua, cán bộ Trung tâm Y tế thị xã cũng đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định số 3000/QĐ-UBND về việc bổ sung các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định điều 1 bổ sung vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTR của Thủ tướng Chính phủ tại một phần thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Cụ thể, phía đông từ nhà ông Lê Tiến Sĩ, xóm 6, đến nhà ông Nguyễn Văn Tàu, xóm 2, phía nam từ nhà ông Nguyễn Văn Tàu, xóm 2, đến nhà ông Đỗ Hiền, xóm 5. Phía tây từ nhà ông Đỗ Hiền, xóm 5, đến nhà bà Lê Thị Vân, xóm 4. Phía bắc từ nhà bà Lê Thị Vân, xóm 4, đến nhà ông Lê Văn Lợi, xóm 6. Có sơ đồ kèm theo. Điều 2, thời gian thực hiện các nội dung tại điều 1 là 7 ngày, bắt đầu từ 10 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021. Điều 3, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh căn cứ quyết định số 2686/QĐ-BCD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 để chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn, nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ủy thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch,
Hồ An Phong đã ký. Hết nội dung quyết định. Hôm qua ngày 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đi thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 4 xã phường đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 16 tháng 9, thành phố Đồng Hới có 4 xã phường tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 toàn địa bàn, gồm xã Bảo Ninh, phường Hải Thành, phường Bắc Lý và phường Đồng Phú. Theo đó, các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tại các chốt trực là cửa ngõ, các đầu mối giao thông ra vào địa bàn để chủ động phòng chống dịch. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn. Đồng thời lưu ý, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân trong khu phong tỏa, đặc biệt là các hộ nghèo, ốm đau, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chiều nay ngày 18 tháng 9, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại các khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Với chủ đề Ánh trăng yêu thương, đoàn khối các cơ quan tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 375 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi đang thực hiện cách ly điều trị COVID-19 tại các khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đồng Hới gồm khách sạn Công đoàn, trường Cao đẳng nghề, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, khách sạn Thiên đường, khách sạn Phương Nam, nhà khách Thanh niên, trường Chính trị tỉnh, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình, trường Chu Văn An, khách sạn Mường Thanh, khách sạn Thiên Phú, trường Quân sự tỉnh cũ, khách sạn Phú Quý, trường Cao đẳng Luật miền Trung và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình. Tổng giá trị cả phần quà gần 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần san sẻ yêu thương, hỗ trợ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang thực hiện cách ly và điều trị tại các khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn được vui Tết Trung thu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1971 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình có sự điều chỉnh thời gian phát sóng các chương trình dạy học trên truyền hình QBTV như sau. Khối 12 thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6, tiết 1 Ngữ văn, tiết 2 Toán, tiết 3 Anh văn. Khối 9 thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, sáng thứ 3, 5, 7, tiết 1 Ngữ văn, tiết 2 Toán, tiết 3 Anh văn. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ tiếp sóng nội dung dạy học qua truyền hình trên kênh VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam. Cụ thể, chuyên mục Làm quen tiếng Anh lớp 1 vào khung giờ từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút. Chuyên mục Dạy tiếng Việt lớp 1 vào khung giờ từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ. Chuyên mục Làm quen tiếng Anh lớp 2 vào khung giờ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút. Thời gian học các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Đối với các môn học toán lớp 1, tiếng Việt lớp 2, toán lớp 2, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ thông báo lịch phát sóng của VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam khi có thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chương trình dạy học lớp 1, lớp 2 trên kênh VTV7 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình cập nhật trên trang thông tin điện tử qbtv.vn. Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình chỉ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trường trung học phổ thông và các phòng giáo dục đào tạo thông tin đến học sinh, phụ huynh biết để sắp xếp bố trí thời gian hợp lý cho con em tham gia học tập. Để giúp các nhà hảo tâm dễ dàng tiếp cận và ủng hộ cho công tác phòng chống dịch, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập http://vandonghoi.org.vn. Trang thông tin điện tử http://vandonghoi.org.vn là kênh đóng góp ủng hộ trực tuyến cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ thông qua hai kênh trực tiếp là cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền và bằng hiện vật thông qua cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
cơ quan trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội thành viên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành có nhiệm vụ tổng hợp tin tức, thống kê các nguồn lực hỗ trợ và cập nhật số liệu vào hệ thống quản trị. Thông qua website, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có thể theo dõi thông tin tổng hợp về các nguồn lực đã được tiếp nhận và phân bổ đến các địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân. Để cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, các tổ chức cá nhân hãy truy cập địa chỉ http://vandongxahui.mattran.org.vn và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức ủng hộ và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo biểu mẫu. Bước 2. Lựa chọn cách thức ủng hộ gồm ủng hộ tiền mặt hoặc ủng hộ hiện vật và cập nhật thông tin theo biểu mẫu. Bước 3. Nhấn ủng hộ ngay. Bước 4. Truy cập tab thủ tục ủng hộ và thực hiện chuyển tiền hoặc gửi hiện vật theo hướng dẫn. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thống nhất về việc tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp và một số sở ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cuộc họp dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trân trọng thông báo đến quý vị và quý doanh nghiệp biết. Quý doanh nghiệp nếu có nhu cầu tham gia cuộc họp, xin đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình theo số điện thoại 0945 501 611. Gặp bà Mai Thị Hải Vân, chuyên viên phòng quản lý đầu tư. Thời gian dự kiến ngày 22 tháng 9 năm 2021. Hình thức cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cơ quan tỉnh ủy đến cả doanh nghiệp dự họp. Sau khi quý doanh nghiệp đăng ký thành công, sẽ được cấp một tài khoản để tham gia cuộc họp trực tuyến. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trân trọng thông báo. Sau thời gian thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, tại một số địa phương được nới lỏng mức độ phòng chống dịch ở địa bàn thành phố Đồng Hới, bà con nhân dân đã bắt đầu tái sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, một số bà con ngư dân đã bắt đầu hoạt động đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển gần bờ nhằm đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho gia đình và cung cấp cho người dân tại địa phương. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã quán triệt, tuyên truyền, khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Việc tái sản xuất phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh, nhất là không tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc, chỉ tham gia đánh bắt tại vùng biển thuộc địa bàn xã, cũng như chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chợ truyền thống là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, hiện nay, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ đang được chú trọng thực hiện. Ghi nhận của phóng viên tại chợ Đồng Hới. Sau khi địa bàn phường Đông Hải chuyển trạng thái sang thực hiện chỉ thị 15, người dân tới mua sắm hàng hóa thiết yếu tại chợ Đồng Hới bắt đầu tăng trở lại. Đội quản lý chợ Đồng Hới cho biết, hiện nay có gần 10% tổng số các tiểu thương tại chợ mở bán các mặt hàng thiết yếu, bao gồm lương thực, thực phẩm. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân khi đến chợ cũng như tiểu thương tại chợ đều tuân thủ cả quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Chợ được mở lại thì tất cả là mọi người ở buôn bán ở chợ thì em thấy đã thực hiện tốt cái công tác phòng dịch, tức là thực hiện tốt 5K đấy. Người mua cũng như người bán là người ta cũng tự ý thức được bản thân mình là phải an toàn. Nên là người chợ mình đã có cái giãn cách này, rồi là thì tự bảo vệ bản thân, chẳng hạn như là khẩu trang y tế này, bao tay này, sát khuẩn này. Em thấy là tạm thời trước mắt bây giờ như hiện tại là thực hiện rất là tốt cái quy định của tỉnh cũng như là của ban quản lý chợ đó. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch của các tiểu thương, người dân khi đến mua sắm, ban quản lý chợ đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh, các quy định giải pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt động kinh doanh buôn bán, tăng cường tuần tra, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người bán cũng như người mua. Ban quản lý chợ thành phố đã tổ chức họp và triển khai theo cái công việc cụ thể là khuyến khích các cái mặt hàng nhu yếu phẩm để phục vụ cho bà con, còn những cái mặt hàng mà không thiết yếu thì cũng khuyến khích bà con nên giãn cách hoặc là phát phiếu bán theo ngày lẻ hoặc là ngày chặn, nhằm để mà tránh cái dịch lây lan trong cộng đồng. Chúng tôi đã tăng cường các đồng chí hướng dẫn bà con nhân dân đến chợ mua sắm và bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ là giãn cách để mà cho an toàn. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Chợ truyền thống là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì thế, mỗi người dân cần có ý thức tự giác bảo vệ chính mình. Đồng thời, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với các hộ tiểu thương cũng như người dân nhằm hạn chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Chuyển sang một số thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 12 tháng 12 năm 2001, 12 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Vườn đã tổ chức cuộc thi ảnh về Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trên Internet nhằm quảng bá các giá trị nổi bật của Phong Nha Kẻ Bàng đến với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Cuộc thi ảnh về Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham gia dự thi. Nội dung tác phẩm dự thi là những bức ảnh về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, hang động, hệ động thực vật của chính tác giả được ghi lại tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ảnh phải chân thực, không cắt ghép, có thể được chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, phù hợp với chủ đề cuộc thi và là ảnh chưa đạt giải tại các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế. Người dự thi có thể đăng ký dự thi tại địa chỉ website https://ảnh.phongnhakaebang.vn hoặc gửi tác phẩm dự thi qua địa chỉ email của ban tổ chức cuộc thi phongnhakaebang.cuocthiainh@gmail.com. Thông qua cuộc thi nhằm quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Phong Nha Kẻ Bàng đến với cộng đồng trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi người trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới. Sau khi được nới lỏng giãn cách từ thực hiện chỉ thị 16 sang thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch sắn. Năm nay, toàn huyện Bố Trạch trồng trên 3.600 hectare sắn, trong đó tập trung ở các địa phương vùng đồi như Tây Trạch, Hòa Trạch, Phù Đình, nông trường Việt Trung. Cùng với việc chỉ đạo bà con giữ ổn định diện tích trồng sắn, chính quyền các địa phương đã khuyến khích bà con đưa giống sắn có năng suất cao là K194 vào triển khai trồng đại trà. Đây là giống sắn có năng suất cao, ổn định và nhiều bột. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi, bà con tích cực chăm sóc nên cây sắn sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt 25 tấn một hecta. Thời điểm này, người dân trồng bưởi ở huyện Tuyên Hóa đang vào mùa thu hoạch đại trà. Năm nay thời tiết thuận lợi nên bưởi được mùa hơn so với các năm trước. Nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đã chuyển dần từ trồng bưởi bản địa sang bưởi Phúc Trạch và bưởi Sa Xanh. Trong đó, bưởi Phúc Trạch được xem là chủ lực. Toàn huyện hiện có 160 hectare đất trồng bưởi, tập trung nhiều ở các xã Thanh Hóa, Thanh Thạch, Kim Hóa, Hương Hóa, Lê Hóa. Bưởi ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường, được người tiêu dùng lựa chọn. Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, chất lượng và năng suất cao hơn hẳn so với trước đây. Năm nay, điều kiện khí hậu thuận lợi nên cây bưởi sinh trưởng và phát triển tốt cho nhiều quả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, giao thương không thuận lợi nên giá thành bưởi thấp hơn so với mọi năm. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Bố Trạch vừa tiến hành xử lý một đối tượng về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.
Vào khoảng thời gian từ 12 đến 14 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021, trên trang Facebook cá nhân có tên Quang Dung đăng tải bài viết với nội dung phản ánh việc lực lượng công an tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch đánh đập người dân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nhân Trạch. Qua điều tra, tài khoản Facebook tên là LQZ, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Nhân Trạch và hiện đang sinh sống cùng vợ tại thôn Phúc Từ Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Công an huyện Bố Trạch đã cử lực lượng phối hợp với công an xã Đại Trạch mời LQZ đến làm việc để xác minh làm rõ thông tin. Tại trụ sở công an xã Đại Trạch, LQZ đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin với nội dung trên là sai sự thật, không có tài liệu, hình ảnh chứng minh sự việc đã phản ánh. Công an huyện Bố Trạch đang lập hồ sơ để xử lý LQZ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.